Vượt qua những đối thủ nặng ký đến từ các châu lục khác nhau, Bảo Ngọc vừa khiến khán giả Việt Nam tự hào khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Tại cuộc thi năm nay, ngay từ khi nhập cuộc, Bảo Ngọc đã được đánh giá là một trong những thí sinh sẽ tiến sâu vào vòng trong. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, tươi tắn, cô nàng còn có vốn tiếng Anh lưu loát và chiều cao nổi bật lên đến 1m85. Đây cũng là chiều cao khủng nhất trong số các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022. Chiều cao này giúp người đẹp sinh năm 2001 luôn nổi bật và tỏa sáng giữa những đối thủ đến từ các quốc gia khác. Trong livestream trên trang cá nhân hậu đăng quang, Bảo Ngọc cũng có chia sẻ thú vị về chiều cao của mình. Tân Hoa hậu cho biết, đây cũng là cách mà MC miêu tả về đại diện Việt Nam khi xướng tên cô vào top 5. Theo đó, Bảo Ngọc chia sẻ, khi MC hô vang, chào mừng cô gái cao nhất của cuộc thi đến với top 5, lúc đó Ngọc biết người đó không ai khác ngoài mình rồi. Khi mà tâm công bố top 5 rồi top 6 thì lúc đó là mình cũng hơi bị trời mình run lúc mà đứng trên top 20 chuẩn bị không có top 5 á, là tôi em kiểu giống như là sao ta là Bảo Ngọc phải nhìn qua bạn kế bên đó là sao mày nắm tay tao cái đi tao muốn xỉu tao rồi. Cái xong mấy bảo cũng nói động viên em cái nói Bảo Ngọc là you gonna make it, bạn sẽ làm được. Rồi vừa nói xong rồi mời kéo MC đọc tên, nói là và cô gái cuối cùng lọt vào top 5 và trở thành Miss Intercontinental of Asia and Oceania. We call her the tallest woman in the competition. Welcome Miss Vietnam. Chào mừng cô gái cao nhất của cuộc thi đến với top 5. Là lúc mình biết rồi, không còn ai ngoài mình á. Bye bye, mình vô top 5 đi. Đi vô thì top 5 thì lúc đó là kiểu như cái khoảnh khắc mà vào top 5 á, nó là bao nhiêu cái nỗi sợ hãi, cái rung bần bật của mình lúc hồi nãy nó bay hết trơn. Và lúc này ở trong top 5 thì mình biết là thế nào mình cũng có giải rồi. Và mình biết là cái điều mà mình còn lại là phải làm sao giống hết mình, máu chiến, bỏ hết tâm huyết, bỏ hết tâm sức, bỏ hết tấm lòng của mình để thật sự là có thể làm được cái thực hiện cái lời hứa của mình như hồi nãy. Như ở Việt Nam. Được biết, Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ 7 trên thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, cuộc thi đổi tên nhiều lần đến năm 1979 chính thức được gọi là Hoa hậu Liên lục địa. Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003. Tính đến hiện tại, Bảo Ngọc là cô gái Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa.